xin chào các bạn chào mừng mọi quay trở lại với kênh của mình hôm nay uh, cuối tuần tối thứ sáu mình uh, tranh thủ mình uh, chia sẻ với các bạn một cái chủ đề uh, đáng lẽ là mình mình làm về một cái chủ đề khác thôi, nhưng mà có lẽ là mình mình để lại vào ngày mai hôm nay bây giờ nó cũng cũng khá khuya cũng khoảng 9 giờ hơn 9 giờ tối rồi nay cô con nó phá quá uh, thì mình chia sẻ một cái chủ đề như thế này tức là mang tính cuối tuần chúng ta tâm sự chúng ta nói chuyện là nhiều chứ cũng không có cái gì mang tính chất minh họa hay là là gì chủ yếu là mình nói đúng không cho các bạn nghe để cho chúng ta hình dung về một câu chuyện là trong quá trình chúng ta đầu tư hay nói đúng hơn là các bạn đang đầu tư vào cổ phiếu đang đầu tư chứng khoán đúng không ạ? Thế tại sao chúng ta lại cứ mua trong hy vọng nhưng lại bán ra trong sợ hãi? À, đôi khi chúng ta nói với nhau rằng những câu chuyện là đầu tư nó đơn giản lắm đúng không ạ? Khi nào nó đỏ nó giảm thì chúng ta mua, rồi khi nào nó tăng lên thì chúng ta bán đúng không? Thị trường bản thân thị trường nó cũng vận động và nó cũng đi như hình đồ thị hình xin thôi, nó cứ đi giảm rồi thì nó lại đi lên mà đi lên rồi thì nó lại phải đi xuống cái gì cũng vậy thôi đúng không? Nó cũng là coi như là nó một cái quy luật đi, một quy luật vận động của thị trường có tăng có giảm cổ phiếu cũng vậy thị trường chung cũng vậy không có cái gì là lên mãi mà cũng chẳng có cái gì là giảm mãi cả thì chúng ta cũng chỉ hiểu một cách nó đơn giản như vậy thôi đúng không ạ hay nó đúng hơn là nhiều bạn bảo ư thì đầu tư cổ phiếu là làm cái gì anh mua thấp bán cao đúng không chính xác là đúng rồi đó đúng không chính xác là mua thấp bán cao nhưng tại sao chúng ta mua được giá thấp thì chúng ta chờ giá cao chúng ta bán nhưng chúng ta giá cao rồi chúng ta lại phải chờ giá nó cao hơn nữa nên cuối cùng nó không đạt được như cái kỳ vọng của chúng ta Chúng ta mua là gì? Đôi khi chúng ta tham gia vào thị trường chúng ta mua cái là chúng ta chỉ kỳ vọng là gọi là mua trong hy vọng Mua ở tôi mua giá cổ phiếu này với giá 20.000 tôi hy vọng nó lên 25.000 tôi bán Thế thôi Đúng không ạ? Và chúng ta có cái hy vọng mà chúng ta mua Đó. Và chúng ta mua rồi nhưng mà nó lại không đạt như cái kỳ vọng của chúng ta Thế cuối cùng nó giảm ra thì lại chúng ta bán ra trong một cái nỗi sợ vô bờ bến Đúng không ạ? Và đôi khi là chúng ta quên mất lý do vì tại sao chúng ta mua nó Đôi khi chúng ta mua nó ở vì một lý do gì đó nó rất tốt Nhưng mà trong một điều kiện thị trường nhất định nó lại không tốt nữa Hoặc là nó nó bị thị trường chung làm cho giảm Tôi nói trong khi một thị trường giảm thì gì Dù cổ phiếu có tốt như thế nào nó vẫn cứ giảm theo thị trường thôi Đặc biệt là cho đặc biệt là nếu chúng ta lựa chọn những cổ phiếu lớn Những cổ phiếu mang tính dẫn dắt đúng không? Thì nó sẽ buộc phải giảm theo thị trường còn khi mà thị trường giảm chúng ta lựa chọn tôi vẫn nói rồi đúng không chúng ta lựa chọn gì lựa chọn được cổ phiếu mà ngược trên nó rất là khó và cái xác suất của nó rất là thấp thôi nó thấp hơn cái việc mà chúng ta lựa chọn phải những cái cổ phiếu mà chúng ta mua vào từ đâu là nó sẽ sai tới đó nó thì à, chúng ta cố gắng làm sao đúng không ạ đơn giản thôi hiểu một cái quy luật là thì thị trường nó có lên thì nó sẽ có xuống và nó xuống rồi thì nó sẽ lại có lên đấy đấy là thị trường chung và cổ phiếu mà các bạn cứ chọn doanh nghiệp tốt chọn cổ phiếu tốt tạm thời nếu nó có giảm sâu quá thì chúng ta có thể là giữ hoặc chúng ta có thể mua thêm vào chúng ta chờ hoặc là gì khi nó giảm chúng ta cảm thấy không an toàn thì chúng ta chốt lãi hoặc là chúng ta cắt bớt lỗ đi cho đó chúng ta chờ nó giảm sâu hơn thì chúng ta mua vào đấy là đi theo một cái cái trình tự nó đơn giản như thế thôi nhưng mà chúng ta đôi khi nhà tôi nói rồi chúng ta cứ hoảng loạn chúng ta cứ sợ hãi đó, sợ hãi là chúng ta lại làm ngược lại với câu chuyện là gì cứ xanh thì chúng ta thi nhau chúng ta đua nhau chúng ta mua mua mạnh đua trần cũng mua đặt giá trần múc luôn đúng không thấy người ta đặt mua trần nhiều quá chúng ta đặt chúng ta đu theo chúng ta bám sàn chúng ta đu theo luôn nó nhưng mà khi người ta gì khi mà chúng ta bán thì chúng ta lại bán ra trong một lỗi lo sợ là sàn tao cũng bán miễn làm sao tao thu được tiền thôi mà ta cũng chẳng biết vì sao ta bán thấy nó nằm sàn ta sợ quá sợ mai nó sàn tiếp tao bán thôi chứ ta cũng chẳng biết lý do gì tại sao nó sàn đó, mà cũng quên mất luôn lý do tại sao hôm trước mình mua nó đó thì người ta vẫn nói với chúng ta một câu chuyện là gì thị trường đầu cơ đúng không sinh ra trong ảm đạm lớn lên trong hoài nghi phát triển nhờ sự lạc quan nhưng chết bởi sự thỏa mãn đây nó có một cái cái biểu đồ này đúng không cái biểu đồ này nó gần như nó là bất biến nhưng nếu chúng ta vẫn cứ đừng nhìn vào đây để chúng ta cười hay là chúng ta nói thế này nói thế nọ các bạn nhìn cái biểu đồ này thì nó rõ ràng các bạn hình dung câu chuyện đây vẫn là một biểu đồ hình sin đúng không ạ đi lên rồi đi xuống rồi lại đi lên nó vẫn cứ như vậy và thị trường hay là cổ phiếu nó cũng xoay vần nó đi y như thế thôi đúng không ạ đi như thế thôi thì chúng ta làm sao đó đừng để chúng ta mua ở trên này và chúng ta bán ở phía dưới này là được còn đâu đó là gì tôi nói rất nhiều nhà đầu tư là chúng ta đôi khi chúng ta không phải là chết bởi thỏa mãn hay chết thì chúng ta chết bởi vì chúng ta tham lam quá. Nó cũng là một ý. Đúng không ạ? Đôi khi thì chúng ta gọi là gì người ta vẫn nói nói thẳng luôn ví dụ người ta nói trong trong đánh bạc cũng vậy đúng không ạ? Được thì chúng ta ham ăn đúng không? Nhưng mà thua thì chúng ta lại ham gỡ. Nó mà khi chúng ta càng ham gỡ thì đôi khi nó lại càng lỗ nhanh hơn. Đó và nhiều lúc thì các bạn cứ thấy một cái tình trạng là gì mua vào thì thì nó đỏ mà bán ra thì nó tăng chờ chờ mãi luôn ngày cách đây có khoảng hai năm hay sao ấy tôi cũng có làm một cái clip tôi nói là khi nào mọi người chán cảm thấy chán nản với cổ phiếu của mình tức là đấy là một cổ phiếu tốt nhá một cổ phiếu mà mà chúng ta mua vào thấy nó bình thường nhưng mà vì một lý do gì đó thôi mà nó không tăng được hoặc là nó chưa tăng hay là thật ra nói cái đấy thì nó không không mang tính chất là đúng tuyệt đối đâu nhưng mà khi nào chúng ta cảm thấy chán là nó lắm rồi ấy, tức là chúng ta không thể chịu đựng được nữa rồi chúng ta quyết định bán thì các bạn giữ thêm giữ thêm khoảng một tuần nữa tức là khoảng 3 đến 5 phiên nữa thì có thể là các bạn sẽ thay đổi cái ý định của các bạn đi nói thật sự là như vậy nhưng mà đôi khi là chúng ta cái tâm lý đầu cơ của chúng ta nó quá cao đi đôi khi là vẫn muốn t 3 vẫn muốn lướt làm sao trong 3 phiên là phải có lãi thôi thế khi mua mua t mua hôm nay ba ngày sau cổ phiếu về nó chưa lãi nó chưa tăng thậm chí hơi đỏ đỏ là bắt đầu nó lành quanh rồi bán đi bán xong cái ngày thứ tư ngày thứ năm nó mới tăng thế nếu các bạn giữ lại thì các bạn tăng rồi là 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 các bạn có lãi rồi nhưng chúng ta không đủ kiên nhẫn để chúng ta nắm giữ đó. và đây nó vẫn vận hành theo cái quy luật này và tôi nói nó luôn luôn đúng, chỉ tại là chúng ta vào vào sai điểm thôi. Đúng không ạ? Đây, sinh ra trong nghi ngờ đúng không? Đây, trong trong chán nản, trong nghi ngờ. Đó. Đúng không? Đó, lớn lên, mua vào, hy vọng, lạc quan, niềm tin đi lên tới đây và chúng ta chết ở chết ở khúc này. Đó, Để chúng ta nhìn thấy cái, cái 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 biểu đồ này chúng ta thấy. Và gì? Chúng ta thấy trong thị trường thì không tôi nói là không có ai là người đúng tuyệt đối cả. Đúng không ạ? và bản thân trong một thị trường đặc biệt là một thị trường nó chỉ có một chiều giống như chúng ta thị trường hai chiều thì rõ ràng nha tôi nói thực sự nếu ở một thị trường hai chiều như phái sinh chẳng hạn như, như thị trường thì thị, thị trường mỹ chẳng hạn thì nó không cái biểu đồ này nó vận hành cũng không đúng đâu thực sự là không đúng đâu cái này nó chỉ đúng với gì đúng với cái gì là tài sản nó với là cổ phiếu thôi còn với một cái thị trường hai chiều có thể bán khống được thì các bạn càng sợ hãi các bạn càng bán chứ giống như tôi đang 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 đầu tư bên cả thị trường hàng hóa nhiều bạn bảo anh ơi hôm nay em thấy thị trường hàng hóa xấu quá thì ông biết nó xấu thì ông bán xuống đúng không xấu là nói thị trường nó sẽ giảm đúng không thị trường chứng khoán ở chúng ta một chiều các bạn nói có thể thị trường xấu là bởi vì thị trường giảm điểm các cổ phiếu nó giảm điểm thì nó xấu đúng rồi nhưng một thị trường phái sinh một thị trường hai chiều thì nó xấu bạn bạn biết nó xấu là biết chắc xấu là giảm đúng không xấu thì sao ông bán xuống ăn xuống các bạn vẫn có lãi mà cho nên cái biểu đồ này nó không đúng với thị trường phái sinh cho nên các bạn cũng không, không nên mang vào phái sinh phân tích tôi đang nói về một thị trường mang tính chất là tài sản và tính chất là cổ phiếu đúng không ạ thì gì? rõ ràng là gì cái người mà cầm tiền thì có thể các bạn bán ra đâu đó tôi không biết hoặc nay các bạn mới vào đúng không có những người bảo ở em chốt được ở vùng này rồi bây giờ em chờ nó tạo đáy để em mua lên nhưng mà chả biết lúc nào là đấy ờ thì thôi chúng ta cũng bắt đầu gì bán ra cầm tiền rồi cái người mà đang phun tiền đang cầm cầm toàn tiền mặt thì bắt đầu cứ ngồi khấn mà thôi giảm đi càng giảm ta càng mừng đúng không ạ đấy là cách hai trạng thái tâm lý của của nhà đầu tư trên thị trường trên thị trường tôi nói rồi chỉ có hai cái trạng thái tâm lý thôi nếu là nhà đầu tư đúng không ạ nếu các anh chị là nhà đầu tư thì các anh chị chỉ có hai trạng thái nếu các anh chị đang cầm tiền các anh chị chỉ mong là giảm thật sâu vào chiết khấu đủ lớn uh, biên an toàn đủ lớn là ta sẽ nhảy vào ta bắt ta mua để ta có thể kiếm được lợi nhuận ngược lại nếu các anh chị đang cầm cổ thì anh chị cầu, cầu trời cho nó lên đúng không ạ ai nó cũng vậy thôi bất kể trong thị trường cũng vậy đối với gì đấy là nhà đầu tư đúng không ví dụ đối với công ty chứng khoán thì họ cũng chẳng quan tâm lên xuống quan tâm làm sao đôi khi người ta vẫn muốn là thị trường lên các bạn đừng có nghĩ là là gì công ty chứng khoán hay gì tạo lập hay gì nó cứ muốn thị trường xuống không phải như vậy các bạn chúng ta đôi khi là bây giờ chúng ta đang sắp đến cái đoạn mà gọi là vừa đi vừa chửi rồi giờ chúng ta chửi cả gọi là gì công ty chứng khoán chửi cả ủy ban chứng khoán chửi cả thằng môi giới mà chửi cả thằng bên cạnh chửi cả cái thằng nào tự nhiên đi phím con nào nói tao mua nó sắp tới đoạn đấy rồi đấy tức là sao tôi nói ví dụ nếu tạo lập nếu công ty chứng khoán nó vẫn muốn thị trường lên chứ lên đúng không thị trường lên thì công ty chứng khoán có lợi chứ. lợi không lợi chắc luôn chứ bởi vì sao bởi vì nhà đầu tư hào hứng người ta mới mới có lãi ai cũng có lãi thì người ta mới bơm tiền vào người ta giao dịch nhiều thì chúng ta công ty chứng khoán hay gì đó người ta mới có phí chứ các bạn đâu bảo là công ty chứng khoán nó cứ mong thị trường giảm không có đâu đúng không rồi họ có đội tự doanh họ mua vào thì họ cũng phải cầu nó lên chứ cái đấy là cái rõ cho nên chúng ta cũng không thể chủ đi chứng khoán đúng không ạ rồi chữ môi giới môi giới thì sao thật ra cá nhân người môi giới đôi khi có thể có thể những người người ta cũng đang đầu tư nhưng mà thực sự trong tâm lý trong trong thâm tâm của cái người môi giới người ta cũng chỉ có hai mảng thôi có hai hai cái, cái 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 vấn đề giống như chúng ta thôi nếu giả sử nếu môi giới nói các bạn chốt lời ở đâu đó trên này rồi hoặc là bất kỳ một vùng nào hoặc là một cổ phiếu nào nếu môi giới bảo ở anh chị cắt chốt lời đi anh chị đứng ngoài đi đúng không ạ Ờ hoặc là anh chị cắt lỗ tại vùng đó đi Thị trường còn xấu lắm Thì rõ ràng với một câu nói như vậy Thì các anh chị thực hiện theo à, Nhưng trong thâm tâm người môi giới Thì người ta cũng gì Cũng mong thị trường nó xuống thật Để gì Để cho người đó cảm thấy là môi giới họ đúng Chứ đâu đó bảo anh chị cắt đi Cái ngày mai nó tăng vèo 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 Có phải các bạn quay lại Các bạn chửi thằng môi giới không Mẹ thằng này suối dại tao bán luôn ngay đấy Đúng không ạ một cái câu hỏi tôi nói đôi khi trong chúng ta tham gia vào trong thị trường chúng ta không tự quyết được và chúng ta cần đến quyền trợ giúp của người thân nói thẳng ở đây là môi giới là coi các bạn coi là họ là như người thân đi người hỗ trợ người hướng dẫn cho mình đi thì các bạn phải tôn trọng họ họ là một cái kênh để tham khảo thôi chứ không phải mệnh lệnh họ không phải là người gọi là đưa ra mệnh lệnh mệnh lệnh cuối cùng vẫn là ở bạn ở một cái lít chuột của các bạn thôi chứ họ không không phải là 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 nghe theo họ đúng không họ giúp cho các bạn rồi khi các bạn tham vấn họ họ đưa ra một cái cái lời gọi là hỗ trợ cho các bạn thì các bạn phải biết cảm ơn ừ tôi các bạn để ý chứ cái chương trình gì mà chương trình gì mà chúng ta hay có cái cái phần mà ai à, là triệu phú đúng không chúng ta có phần hỏi hỏi đáp gọi là xin quyền trợ giúp của người thân đúng không thì khi nào các bạn người ta đưa ra bốn cái dữ kiện thì rõ ràng là chúng ta không biết chúng ta phân vân chúng ta hỏi họ thì cái dữ liệu mà họ đưa ra nó cũng chỉ tham khảo thôi và trước khi gì trước khi họ tắt máy trong 15 giây để mà hỗ trợ 30 giây hỗ trợ cho các bạn đó thì các bạn bảo, ờ, ừ, cảm ơn cảm ơn cái phương án của bạn chứ đâu phải cái phương án của họ đưa ra là đúng nhất đâu đúng không ạ cho nên là chúng ta cũng phải tôn trọng và gì cá nhân họ cũng vậy thôi họ nói cắt lỗ rồi thì họ cũng hồi hộp ừ thôi mình nói ông đó cắt lỗ con đó rồi hy vọng mai nó giảm tiếp đi cho người ta cảm thấy là mình đúng chứ lỡ đầu mai nó lại tăng tiếp cái thứ nhất là ông ấy vừa vừa thiệt tại ông cắt ngay đáy đúng không thứ hai ông nói mình dở mình dốt mình gì đó mình nói sai mình không có trình độ này kia cũng khổ lắm đúng không ạ rồi đôi khi là gì à, nói cắt lỗ rồi mà nó tăng tiếp thì cũng bị chửi đúng không đó khách chửi rồi nhiều khi thì bảo là đến một cái giai đoạn thị trường ví dụ như tôi nói như nó 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 nằm đâu đó vùng phía dưới này nó khi thị trường nó hoảng loạn ở phía dưới này thế nhưng mà vẫn không cho mọi người mua đúng không cũng bảo cứ đứng ngoài đi thậm chí thì khi mà người ta nói các bạn chị đứng ngoài thì cái thâm tâm của người môi giới người ta cũng muốn ở thị trường nó giảm tiếp đi chiết khấu nó lớn thêm tí nữa đi nó nhưng mà rồi nếu nó đảo chiều đi lên thì các bạn bảo thằng này mãi không cho mua này chờ nó tăng mạnh mới nói mua hay sao đấy cái tâm lý của chúng ta luôn luôn là như thế đúng không ạ rõ ràng là chúng ta chỉ trong các bạn là gì ờ, ai cũng vậy mua vào rồi hoặc là anh môi giới nó khuyến nghị các anh chị ở ừ, mua vào rồi mua vào có thể là bất kể một vùng nào trong này một cổ phiếu nào cũng được họ nói anh chị ở ừ, mua đi mua đi thì trong tâm tâm họ cũng kỳ vọng nó tăng để chúng ta có lãi đó để có lãi thì chúng ta cũng đánh giá ở thằng môi giới này giỏi thằng môi giới này tốt ví dụ vậy chứ bảo mua xong nó giảm tiếp có phải các anh chị cũng chửi họ không cho nên này thì tôi nói trong một cái thị trường khi trong khi đầu tư đúng không không ai bắt các bạn mua theo ý của người khác Nha, tiền là của các bạn tiền là của chính mình được là mình được mất là chính mình mất đúng không ạ cái ông chuyên gia hay cái ông môi giới hay chẳng ông nào kể cả cái ông giám đốc công ty chứng khoán nó cũng chẳng chịu trách nhiệm về cái việc mà chúng ta thua tôi nói là trong đầu tư à, trong đầu tư đặc biệt là thị trường chứng khoán chúng ta không bao giờ sợ bị lừa chúng ta chỉ sợ bị uh, chúng ta không bao giờ sợ sợ uh, không sợ bị lừa mà chúng ta chỉ sợ thua thôi đúng không ạ thua thì các bạn mới mất tiền thôi không ai lấy được tiền của các bạn trong tài khoản chứng khoán đâu trừ phi các bạn thua thế thôi chứ còn thực sự là không ai tôi nói rồi không ai có thể mua ở đáy mà bán ở đáy đỉnh được nó và thậm chí là gì mấy mấy cái nhịp mà tôi nói mọi người thoát ra thực sự nhiều người xem clip rồi cũng kể cả trong nhóm luôn thì đôi khi là cũng cứ quá quá là 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 thần tượng hay là gì thực sự ở góc độ cá nhân tôi tôi nói thật trong quá trình tôi đầu tư cũng khoảng khoảng 10 năm hơn 10 năm thì ở một góc độ nào tôi cảm nhận được cái sự rồi à, nói thẳng là cái sự thua lỗ cái sự mất mát nó nó rủi ro như thế nào đúng không ạ? cho nên là gì cá nhân tôi đánh theo hướng rất là an toàn thậm chí là gì cái mức lãi nó đủ an toàn thôi là tôi đã nhảy ra mất rồi chứ không phải là các bạn cứ bảo là thấy mấy lần ông cứ hô nhảy cái hôm sau thấy nó giảm luôn hoặc là ông hô ông toàn thoát ngay đỉnh không không phải vậy đâu tức là góc độ mình cảm thấy là gì đôi khi nhá đôi khi chúng ta thường cái lòng tham ta chúng ta không biết đủ là gì đâu nhưng với tôi thì tôi vẫn nói mọi người trong nhóm đó là gì đôi khi chúng ta thoát ra rồi mà nó tăng tiếp chúng ta vẫn phải vui bởi vì vui cho những người người ta vào sau mình, người ta còn có ăn. Chứ chúng ta bảo là chúng ta đợi ăn cả xương, ăn con cá mà chúng ta đợi ăn cả xương ấy thì thì khúc sau người ta ăn gì? Đúng không ạ? Cái lúc nào mà chúng ta cảm thấy ở ừ, thứ nhất là cái lợi nhuận của chúng ta nó đủ đủ lớn, đủ an toàn chúng ta cảm thấy vậy là được rồi. Cái thứ hai là gì? chúng ta cảm thấy thị trường nó có dấu hiệu gì đó rủi ro. Khi mà một thị trường nó điều chỉnh nó cũng phát đi rất nhiều tín hiệu chứ không phải là là nó cứ lên mà mà, mà đang tăng trăm điểm cái hôm sau giảm trăm điểm. Hiếm khi nào như vậy lắm. Đúng không ạ? Nó đều phát đi những tín hiệu hết. Nhưng mà chúng ta đôi khi là chúng ta bị chúng ta hưng phấn quá, chúng ta bị lu mờ, chúng ta nhìn thấy những con số nó xanh le lét ở trên bảng điện mà chúng ta quên mất là những cái rủi ro nó trực chờ. Nay chúng ta đang lãi mà chúng ta thành lỗ. Có nhiều bạn lên than vãn bảo trời em đánh 3 tháng lãi quá trời luôn, giảm ba phiên mất tiêu hết luôn cái đó là thực tế trên thị trường là như vậy người ta vẫn nói mà người, từ ngày xưa kể cả khi Việt Nam chưa có thị trường chứng khoán người ta vẫn có một câu gì câu câu, câu thành ngữ là gì đúng không gọi là nuôi nuôi quân 3 năm mà dùng có một giờ đúng không đốn củi 3 năm mà thiêu thiêu có một giờ thôi cái đấy là bình thường thì trong trong thị trường của chúng ta nó cũng vậy à, còn đâu đó thì nó thật sự tôi mới nói với bạn rồi không không ai mua ở ngay đáy và không ai bán được ở ngay đỉnh đó, cho nên là có những lúc chúng ta chỉ cần gì chúng ta mua được một trong giai đoạn ví dụ một cổ phiếu nó đang trong giai đoạn tăng một cái trên tăng của nó cũng kể cả cổ phiếu hay là kể cả thị trường cũng vậy một cái trên tăng của nó cũng thường tương đối dài thật sự dù chúng ta có bị t ba hay t bao nhiêu nhưng mà không thể nào chúng ta nói theo cái kiểu là mua xong nó phải tăng liền nhưng gì một cái trên tăng của cổ phiếu nếu nó vào trên tăng mà chúng ta mua được thì chúng ta có thể không cần mua ngay ở cái đáy hoặc là chúng ta không cần mua trong giai đoạn đang tích lũy và chúng ta thấy nó có dấu hiệu tăng đúng không bắt đầu tăng thấy dòng tiền bắt đầu vào thì chúng ta mua rồi chúng ta nương theo đúng không khi nào nó thấy rục rịch nó đảo chiều chúng ta có lãi rồi thì chúng ta cứ mạnh dạn chúng ta thoát thoát ra rồi thì tạm quên nó đi một vài hôm chứ đừng có kiểu ra đây chứ các bạn có thể mua bắt đầu mua trong vùng nghi ngờ này đó vào hôm sau tăng là các bạn hy vọng lúc các bạn lạc quan thế thì, đúng không lúc này chúng ta lạc quan thì nó bắt đầu là ổn rồi là lo lãi tương đối rồi chứ đến lúc mà hơi có dấu hiệu mà nó tụt xuống đúng không thì chúng ta phải thoát ra liền mặc dù chúng ta không thể nào thoát ngay đỉnh được nhiều người thì vẫn cứ muốn là ở tôi mua 20 lên 2 25 24 là tôi bán thôi nhưng lúc nó lên tới nơi bỏ chắc nó mạnh thế này nó phải còn lên tới 30 đúng không ạ nhưng mà nó lên thật nó lên tới 27 28 lên gần tới 30 thế này cứ nghĩ bảo nó phải lên tới 35 nhưng mà thực nó lên tới 29 thôi nó quay đầu nó giảm về 26 thì lúc ấy tại sao các bạn không cắt đi tại sao các bạn không chốt ngay khúc đó đi thì các bạn vẫn lãi nhiều hơn cái kỳ vọng của các bạn tới một like đúng không ạ nhưng mà chúng ta không làm như vậy chúng ta lại ở ừ, nó lại giống như cái này, này đây này danh mục của mình toàn hàng tốt tại sao giá sẽ hồi trở lại thôi không ăn thua gì đâu đúng không chúng ta mua ở đây tôi nói khi mà thị trường nó quay ngược xuống như thế này các anh chị cắt ở vùng này đúng không tôi gọi là cắt bởi vì nó đang trong sen giảm mà chúng ta bán ra chúng ta gọi là cắt thì các anh chị vẫn còn lãi được một khúc này này nhưng thường chúng ta lại không chịu đâu đúng không ạ chúng ta không chịu đâu chúng ta lại cứ bảo nó về tới đây nó lại quay lên thì sao đấy cái tâm lý của chúng ta như vậy cho nên là đôi khi chúng ta cứ cứ thỏa mãn quá ừ chúng ta cũng không cần là gì. À, là sao mà đôi khi là chúng ta tính toán quá, đúng không? Chúng ta quá tính toán và chúng ta à, gọi là không tức là gì? Trước khi các anh chị mua, thì các anh chị nghĩ rồi, có kế hoạch rồi đấy. Ừ, tôi mua cổ phiếu này, target lãi là bao nhiêu, lỗ là bao nhiêu, có kế hoạch hết rồi. Tuy nhiên khi nó đạt được đến cái mức target đó thì chúng ta lại thay đổi giống như lúc nãy tôi vừa nói. Ngược lại, đến khi nó lỗ nên chị bảo ừ, thì mua cổ phiếu này, lỗ 10% cắt lại 20% chốt. ta ghét tỷ lệ 1 2 đúng không? Tỷ lệ 1 2 lệ lợi nhuận rủi ro 1 2 như vậy là ok rồi. Mà đến khi thị trường nó xấu nó giảm về đúng 10% thật. Chúng ta lại không đủ bản lĩnh, không đủ tự tin để mà mà bán cắt lỗ, dẫn đến là cái danh mục của chúng ta nó càng ngày nó càng thâm hụt vào. Nó càng ngày nó càng lỗ. Nó càng lỗ là vậy và đến lúc gì chúng ta cảm thấy không chịu đựng được, được nữa, chúng ta quyết định cắt lỗ ở mức đâu đó 20 30%. Thì bắt đầu nó quay lên. Ồ nó ác như vậy mà thực sự nó là như vậy nha bạn trên thị trường y như vậy luôn tôi có dù tôi có nói ra điều này hay không nói ra điều này hoặc là các bạn gặp rồi hay chưa gặp rồi các bạn thử thử mà mà xem có nhiều bạn xem clip xong bảo anh nói như đúng rồi và thì đúng rồi là đúng rồi thật đấy các bạn gặp rồi và các bạn tham gia đầu tư chắc chắn các bạn sẽ gặp trường hợp đó nó cứ giữ 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 hoài luôn thậm chí ví dụ như thị trường của chúng ta đi đến thời điểm này vẫn rất còn còn rất nhiều người đang gồng lỗ cái clip ngày hôm qua hôm qua tôi có phân tích cho mọi người đúng không ạ kể cả các cổ phiếu trụ lớn đúng không có hồi lại thì một phần thôi chứ tính ra thị trường giảm khoảng 160 170 điểm rồi mà mới hồi lại có ba bốn chục điểm thì chúng ta cứ cười như ngé vậy nhưng mà chúng ta thực chất là chúng ta đang mất rất là nhiều đúng không ạ rất nhiều cổ phiếu chưa quay lại vùng đỉnh mà tôi nói là cứ lú lên quay lại vùng đỉnh là người ta chỉ cần cầu hòa thôi đúng không hay chúng ta thấy một cái hình ảnh gọi là khi mà vào lệnh thì cứ nhất quyết mẹ không lãi x2 là bố không bán Đúng không ạ? Đấy Nhưng mà rồi nếu vào lệnh được đến T1, T2 Thì bảo thôi ráng 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 sao Lãi ít thôi cũng được Có lãi là mừng Đến khi cổ phiếu về rồi bảo lại cụ còn hòa thế là con mừng rồi Thì y như vậy luôn Các bạn cứ bảo là tại sao à, Các bạn phân tích mình bảo tại sao Ví dụ những người ôm cổ phiếu trên vùng này người ta không cắt rồi, người ta chờ xuống mại dưới như đây. Nhưng khi nó chỉ cần quay trở lại hòa hoặc là gần hòa, tức là cái mức lỗ người ta ít đi thôi là người ta lập tức người ta bán liền. Chứ người ta cũng không chờ được mà ôi thì nó quay lại rồi, có lẽ là nó sẽ vượt đỉnh hay không. Lúc đấy chúng ta không còn đủ lý trí để mà các bạn nghĩ là nó quay lại rồi, nó nó giảm, nó tạo đáy xong rồi nó bật lên thì chắc chắn nó sẽ vượt đỉnh. Thì chúng ta ôm tiếp để chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận. Nhưng mà đây không, chúng ta chỉ nằm nghe là chúng ta chỉ khấn thôi. Khấn là, ôi rồi quay lại cho tao hòa thôi. Cũng giống như câu chuyện tôi nói rồi, thay vì lý thuyết là là lỗ 5 triệu là cắt đi ví dụ tôi nói nói tượng trưng thôi lỗ 5 triệu cắt nhưng mà nó lỗ tới 5 triệu thì bảo thôi ráng ráng chờ thêm cái nó lỗ lên 7 triệu đúng không lúc mà đang lỗ 7 triệu thì bảo thôi ráng ráng chờ tí nó hồi lại còn lỗ 5 triệu tao cắt tại sao không cắt ngay từ lúc 5 triệu nó không cắt gọi là chia tay sớm bớt đau khổ đúng không cái thực tế nó là như vậy nó thì thì chúng ta đầu tư và các bạn hình dung câu chuyện là gì à, cái giống như là gì tác tác giả của của cuốn sách Cha giàu cha nghèo Robert Kiyosaki nói là gì? Điều quan trọng không phải là chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền, đúng không? Mà quan trọng là chúng ta giữ được bao nhiêu tiền và số tiền đó nó sinh sôi nảy nở như thế nào và chúng ta giữ được số tiền đó trong bao nhiêu thế hệ. Cái đó là một cái cái câu mà có lẽ là theo tôi nghĩ là cũng khá là đúng, thậm chí là rất là đúng, không phải là là nghe theo gọi là chuyên gia hoặc là nghe theo những người lớn nói là chúng ta cứ cho là họ đúng đâu nhưng mà đấy là thực tế đấy các bạn. Đấy là những bài học người ta đúc kết ra hay 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 giống như warren bảo là gì trước khi muốn kiếm tiền thì phải biết giữ tiền trước đã cái câu đấy nó cũng gần giống như cơm này đúng không ạ thì chúng ta phải phải biết chứ bảo toàn cái thành quả của mình khi những con số trên bảng điện nó cứ nhảy lên nhảy xuống thực chất tôi vẫn nói mọi người rồi nó cứ còn tăng chớp 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 đó thì gì lợi nhuận nó chỉ là danh nghĩa thôi lợi nhuận danh nghĩa thôi Các anh chị chưa chốt thì cái chưa chắc chắn là lãi của anh chị đâu đúng không ạ nó cho nên là gì đôi khi chúng ta chấp nhận à, chấp nhận là ăn non. Người ta bảo gì? Bạc bạc già thì không bằng gà son nhưng mà gà son thì cũng không bằng ăn non rồi về đúng không ạ? Không phải là ở cái câu chuyện mà mà tôi nói ra đây trong những cái lúc mà thị trường nó đang cũng có bị cũng có lẽ là chúng ta chưa biết đâu là đáy đúng không ạ? Chưa biết đâu là đáy trong cái đoạn này, cũng không biết là nên bắt hay chưa nhưng mà gì với những rất nhiều nhà đầu tư đang gặp phải cái tâm lý và cái tình trạng giống như hiện tại thì tôi nói ra cũng không không phải là nhiều bạn thì cứ comment ở phía dưới video clip nói là ông cái quan điểm của ông về thị trường nó bi quan quá tôi nói thật với các bạn là đối với bất kể một thị trường nào dù bi quan và càng bi quan tôi lại càng thích không phải vì tôi ôm tiền nhưng các bạn tôi vẫn nhảy vào như thường các anh, anh chị nào đang trong nhóm mà mình hỗ trợ có cả ba nhóm đông lắm đúng không ạ chúng ta vẫn bắt t 3 chúng ta vẫn có ăn bình thường nhưng mà chúng ta ăn ít thôi việc này vào tôi nói rồi rủi ro lắm tôi đã nói từ những cái lúc mà 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 cách đây khoảng cả tháng rồi tôi bảo giai đoạn thị trường đoạn này nó xương rồi nhưng nó không phải toàn nạc nữa rồi cho nên ăn được miếng nào thì ăn còn không ăn được thì bỏ chứ không phải cố lúc nào cũng có lệnh trong tài khoản đó có một đó cũng có thể là một cái thống kê mà chúng ta thấy không biết là báo cáo thực hay báo cáo ảo mà bảo là 86.000 tỷ nằm trong tài khoản chứng khoán mà không có giao dịch cái đấy nó gọi là đúng bởi vì bởi vì nếu các anh chị nhìn vào cái thực tế về thanh khoản của thị trường chứng khoán trong giai đoạn gần đây chúng ta thấy trước khi mà chưa có cái nhịp giảm này vừa rồi đúng không ạ thanh khoản toàn là 25 đến 30 nghìn thậm chí có những phiên 38 39 nghìn tỷ thì bây giờ bình quân cứ một phiên là cứ từ 15 cho đến 18 19 nghìn tỷ thế là bằng nửa ngày trước còn gì nữa đúng không ạ thì rõ ràng số còn lại là tiền còn có thể là cái câu chuyện mà nằm trong tài khoản hay không hay là cái chị rút ra đi mua đất hay làm gì rồi thì tôi không biết nhưng mà rõ ràng là câu chuyện như thế đúng không ạ và gì cái thị trường nó thường thường nó cũng trải qua những cái giai đoạn như thế này có thể là nó không chính xác hết đâu đúng không với cả cổ phiếu cũng vậy với thị trường cũng vậy nhưng khi mà ở trong một thị trường lúc tăng thì thôi chúng ta không bàn tôi tôi vẫn nói mọi người là khi tăng là các bạn nhắm mắt các bạn mua đôi khi các bạn vẫn lái thậm chí lãi nhiều chính những cái người đôi khi là gì các bạn nói về câu chuyện năm ngoái những cái người mà f không khi mà thị trường giảm sâu hồi cuối tháng 3 đó người f 0 người ta thấy ở ừ, thôi thì giờ dịch giã rồi cách giãn cách người ta không biết làm gì hết dòng tiền của họ thậm chí tôi nói kể cả đến cả doanh nghiệp nhé những công ty chuyên về sản xuất hay kinh doanh hay là vận tải hay vấn đề vân vân bị cách ly xã hội người ta có ngành sản xuất chính của họ không làm nữa nhưng mà họ có tiền họ lại không biết làm gì họ cũng lại đi đầu tư cổ phiếu luôn họ bơm tiền họ vào thị trường chứng khoán luôn đó là không phải là họ vào đúng điểm đâu các bạn đúng không họ không biết làm gì hơn thì họ vào đó và cũng không cũng thật may mắn cho họ là gì họ vào đúng cái vùng nó đáy đúng không ạ chứ còn nếu các bạn nhảy vào ở những vùng như thế này thì cũng toát mồ hôi hột đúng không nhưng mà đâu đó đến lúc mà giãn cách xã hội rồi mọi thứ gì đó à, khi mà gọi là đỉnh dịch để gọi là đáy chứng khoán nó bắt đầu giãn cách thì nó lại ngay cái đáy này và các bạn chúng ta nhảy vô đúng không thứ nhất tới đấy là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là gì cái thời điểm đó rất nhiều cổ phiếu mà nó giảm về đến mức thậm chí tôi nói là đến mức mà rẻ đến nỗi không thể rẻ hơn được nữa rồi SSI mà về mệnh đúng không ạ đó rồi nhiều tích con banh vân vân về có 16, 18, 15, 16 000 Thích thì quá rẻ đây còn gì nữa Rẻ không? Chúng ta cảm thấy rẻ không? Thời điểm đó chúng ta cảm thấy rẻ không? Và lúc đấy là chúng ta cứ bay vô chúng ta múc Thứ nhất là gì? Thị giá cổ phiếu lúc đấy nó đã về ở mức rất là thấp rồi Thì tiền ít hay tiền nhiều chúng ta cũng nhảy vào được nó nhưng cái thời điểm hiện tại thì sao? Thời điểm hiện tại chúng ta lại cứ bảo là nó sẽ bật lại hay gì đó rồi. Tại sao dòng tiền nó không vào? Vào chứ chúng ta tại sao nói không vào so với thời điểm này năm trước chúng ta thấy dòng tiền bây giờ lớn hơn rất nhiều. Dù bây giờ đang là thanh khoản thấp của cái nhịp này từ đầu năm đến giờ thôi, nhưng so với năm trước thì bây giờ vẫn còn cả gấp đôi. So với thời điểm này năm trước vẫn còn cả gấp đôi các bạn. Chứ đừng nói tính từ đỉnh. Đó rõ ràng là thị trường vẫn vào nhưng mà gì? Các bạn thử hình dung vẫn với số tiền đó mà các bạn mua của năm ngoái và vẫn với số tiền đó các bạn mua năm nay các bạn chỉ mua được 1 phần 3 đúng không? 1 phần 3, 1 phần 4 và cao nhất là chỉ 1 phần 2 so với số cổ phiếu, số lượng cổ phiếu mà chúng ta có của năm ngoái thôi. Bởi vì giá cổ phiếu bây giờ nó đã quá cao rồi. Tất nhiên là cái câu chuyện là cao là cao so với năm ngoái, đúng không? Tôi đang nói câu chuyện so với bây giờ năm ngoái còn chúng ta cũng chẳng biết là sau 2 3 năm nữa thì nó có còn cao không hay nó cao hơn nữa. Cái đấy là bình thường. Nhưng gì? Nhưng vẫn cái dòng tiền đó đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta mua được ít hơn thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải thận trọng hơn nó rồi cũng không phải là những cái dòng tiền đó là gì những cái người mà người ta vào rồi người ta lãi rồi người ta rút ra người ta có quay lại hay không lại là một câu chuyện nữa chúng ta phải tính toán đúng không ạ thì cái cái mọi người cái sự lo lắng đúng không cái đà suy giảm của thị trường thường nó nó cũng có những cái giai đoạn của nó đúng không kể cả một thị trường trong một cái chen giảm đi chen tăng thì tôi nói rồi đấy tôi nói các bạn gì mua đâu cũng thắng hết đúng không khi mà các bạn mua con nào cũng thắng à mua mã nào cũng thắng nhắm mắt mua cũng thắng chẳng cần cơ bản chẳng cần kỹ thuật gì hết tranh nhau mua mua được là thắng chỉ sợ do đặt mà gọi là dùng margin đặt hoặc là mua gì đó mà tranh mãi không mua được mà nó cứ trần hoài ấy. nó không mua được thôi còn cứ mua được là hôm sau thấy tăng hoặc là lãi ngay trong phiên thì nó nó gọi là giai đoạn uptrend đúng không ạ còn gì khi mà các bạn mua con nào cũng thấy lỗ mà cứ mua vào là lỗ cứ tưởng là đáy rồi nhưng mà lại không phải đáy cứ mua con nào là bị upbo con đấy thì nó gọi là giai đoạn bô tôi gọi là giai đoạn bô nhưng tôi không gọi là giai đoạn giảm nhé đúng không ạ lên mua con nào cũng ăn thì gọi là ốp chén à, gọi là úp chén đúng không ạ còn mua lúc mà nó đang xuống mà các bạn cứ nhảy vô bắt đáy nhảy vô bắt đáy sợ lỡ cơ hội này nghe là chúng ta cứ bắt con nào là bị úp con đấy gọi là giai đoạn úp bô chứ không phải giai đoạn thị trường giảm nhớ là như vậy và khi một thị trường đi xuống nó cũng có những cái gọi là gì? chúng ta đang ở một cái trạng thái mà gọi là bán ra trong sợ hãi ấy. bán ra trong sợ hãi chúng ta mua thì chúng ta hy vọng nhưng mà chúng ta bán ra trong sợ hãi à, tức là bất kể khi nào các bạn bán ra trong sợ hãi thì đều bán với một cái giá không không được tốt thậm chí là rất rẻ đúng không? và khi thị trường nó giảm nó cũng đâu đó nhỉ? nó cũng có những cái giai đoạn của nó thường thường giai đoạn đầu tiên đó là cái giai đoạn có thể nói gọi là giai đoạn khủng hoảng đúng không? nó có nó khoảng ba bước đúng không? giai đoạn khủng hoảng giai đoạn uh, sợ hãi tức là nó nó bị bán tháo đúng không? bán tháo bất chấp luôn thì chúng ta sẽ có những cái phiên như vậy nhá, có phải những giai đoạn như vậy bán tháo bất chấp tức là những phiên mà thị trường giảm rất nhiều điểm. Nếu nếu các bạn đi vào đồ thị chúng này sẽ thấy những cây mà gọi là giảm giảm đột ngột mà giảm rất dài như thế này này, dạng như thế này gọi là đây là những cái phiên là bán tháo này. Đó, nó cũng nó cũng sẽ sẽ có những cái giai đoạn đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta đi vào cái đồ thị để mình nói cái này cho nó dễ hiểu. Tức là cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn bán tháo, bán tháo bất chấp luôn, bất chấp kết quả kinh doanh khủng nhân 2 nhân 3 gì nó lợi nhuận vân vân không cần biết bất chấp là tin tức tung hồ tin tức tốt từ vĩ mô cho đến vi mô cho đến doanh nghiệp cho đến ông lãnh đạo doanh nghiệp vân vân đều là tin tức tốt cũng không ăn thua vẫn cứ bán rồi bất chấp là chính sách tiền tệ nới lỏng hay là bơm tiền hay gì cái quái gì tao không biết tao cứ bán bán bất chấp bán tháo sàn tao cũng bán thì đó là cái giai đoạn đầu tiên của một cái một cái chu kỳ đi xuống đúng không ạ chu kỳ khủng hoảng chu kỳ mà mà giảm giá nó cũng bắt đầu như vậy đấy đầu tiên là cái giai đoạn bán tháo trước bán tháo tức là khủng hoảng à, chúng là chúng ta lo sợ rồi chúng ta bán tháo bán bất chấp bất chấp mọi thứ luôn các bạn để ý mà xem có những lúc mà những cái phiên mà thị trường nó giảm như vậy các bạn có ra tin kết quả kinh doanh nó tăng gấp 80 lần thì nó nó vẫn cứ sàn như thường à người ta không nghe nữa đó tháo chạy bất chấp để gì để hy vọng giữ lại được một chút gì đó thôi thì cái đó là cái giai đoạn đầu tiên của một quá trình bắt đầu đi xuống cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn mà có thể là giai đoạn sợ hãi một giai đoạn uh, gọi là hoảng loạn đúng không đó, giai đoạn đầu là sợ hãi đó, bán tháo giai đoạn thứ hai là giai đoạn hoảng loạn hoảng loạn tức là gì đến lúc mà nó không cắt được ở vùng này rồi đến giờ này nó vẫn cứ giảm càng giữ nó lại càng giảm càng để càng lỗ mà cắt thì không đành đúng không để thì gọi là để thì không đành mà cắt thì không nỡ thế là chúng ta bắt đầu hoảng loạn mà thấy nó cứ càng xuống nữa thì gì chúng ta sẽ sẽ bán ra bán ra bất chấp Đấy, lúc này gọi là lúc hoảng loạn và chúng ta sẽ bán cắt lỗ bằng mọi giá tuy nhiên ở cái thời điểm này thì nó lại sẽ có thêm một cái câu chuyện nữa xuất hiện nó không phải là bán tháo bằng mọi giá nữa mà đâu đó nó vẫn có một cái cái lực bán nó ít ra rồi bởi vì ông nào sợ đã chạy ở đoạn trên này rồi để đến đoạn dưới này thì cái lực bán nó bớt rồi ông nào cần bán thì bán hết rồi còn lúc này ông nào chỉ còn nhăm nhe chờ nó hồi mà nó không hồi thì mới bán ra bị coi margin này nọ thôi đúng không hoặc là chán quá hoảng loạn quá thì cắt lỗ bằng mọi giá không thể để lỗ thêm được nữa thì chúng ta mới bán ra nhưng mà lúc này đâu đó vẫn có dấu hiệu mua vào à, mua vào bắt đáy nha bởi vì một cái đội mà thi nó giảm đây chắc đủ ngon rồi đó bắt đáy có thể đánh t 3 đánh t bao nhiêu tôi không biết nhưng mà vẫn có lực lượng vào bắt đáy thì nó vẫn là của một cái giai đoạn gọi là sợ hãi đúng không ạ là có tín hiệu bắt đáy nhưng rất ít thôi và thậm chí cái đội bắt đấy chưa chắc ăn được và dẫn đến câu chuyện là bắt đáy mà nó không ăn được đúng không đúng không ở khúc sợ hãi này khúc tuyệt vọng này bắt đáy không ăn được dẫn đến thì nó lại càng giảm sâu hơn thì đến nỗi cái thằng nhảy vô bắt đáy thằng nhảy vô bắt đáy là gọi là thằng đi cứu đúng không thằng đi cứu cái đội đang tuyệt vọng này thì cũng không ăn được cái cũng hoảng luôn hoảng loạn bán ra cắt toàn bộ luôn Đấy, xem xét lại đúng không thoái toàn bộ không thể để mất thêm một chút nào nữa đó, và khúc này là tới cái đoạn vừa đi vừa chửi rồi đúng không nói gì đến đến cái giai đoạn nào đó gọi là giai đoạn cuối cùng của một cái đợt khủng hoảng một cái đợt giảm giá nó là một cái giai đoạn gọi là giai đoạn chán nản giai đoạn chán nản này thì nó gần như là chúng ta đi các diễn đàn này cũng thấy than vãn ở ừ, hôm nay tôi bắt đầu thấy rồi đấy có thể tôi tôi không ý tôi không nói là thị trường đáy hay chưa nha nhưng mà vẫn có dấu hiệu chúng ta vẫn thấy thì một thị trường lái lượn kiểu gì mà đánh đang hôm qua xanh bát ngát hôm nay làm cây phủ lại đấy là đối với thị trường chúng ta nói vậy nhưng mà bạn để ý là cái cái giai đoạn mà thị trường nó chán nản thì nó lại dấu hiệu một cái gì là tiền nó rút ra hết rồi cái đặc trưng của cái thị trường khi mà nhà vào giai đoạn chán nản các bạn phải chú ý nó một cái đặc trưng khác tất cả những cái đoạn trước cái đoạn đầu thanh khoản vẫn rất lớn bán ra bất chấp bằng mọi giá cái giai đoạn thứ hai giai đoạn sợ hãi và hoảng loạn tuyệt vọng này này thì gì nó vẫn có lực bán ra nhưng đâu đó vẫn có lực mua vào nha đó nhưng mà rồi nó toang hết là nó chạy hết đến cái giai đoạn chán nản này này thì tiền lớn tiền tiền lớn tiền bé tiền gì không biết nhưng mà tiền nó rút ra hết và đâu đó cái lệnh mua bán trong thị trường nó rất là eo ụt gần như là tắt thanh khoản gần như là chẳng có ai mua chẳng có ai bán nữa đúng không người mua cũng không bán người người bán cũng không bán nữa tôi cọ thứ nhất ông bán bán hết rồi còn đâu bán hai vòng là hết muốn hết nhưng ông mua vào thì vẫn còn đang nghi ngờ thì, thì không biết đáy chưa cho nên là cũng không dám xuống tiền đó đó chính là là cái giai đoạn mà chúng ta thấy là bắt đầu nó sẽ tạo một cái tiền đề cho một cái sự tăng trở lại nó thì các bạn thử xem là hiện tại trong thị trường chúng ta nó đang ở giai đoạn nào có đang ở giai đoạn hoảng loạn tuyệt vọng sợ hãi hay là chán nản rồi vừa đi vừa chửi rồi chắc có lẽ là chúng ta đang ở cái đoạn vừa đi vừa chửi thôi đúng không vừa đi vừa chửi thôi chứ cũng chưa chưa đến nỗi nào đâu đó và giống như hôm trước tôi nói là cái giai đoạn mà khi mà không ai muốn bán ra nữa thì các bạn chỉ cần mua nhẹ thôi nó vẫn tăng nó một cái đặc trưng của thị trường là như vậy và chúng ta thấy đôi khi là gì vẫn có dấu hiệu tôi nói ví dụ mấy ông nào bắt đáy thì có thể là bắt đáy những phiên này thì hôm nay vẫn có lãi đúng không? Có lãi ít thôi. Đó, mà đến khi nào những ông này chạy luôn thì không biết còn ai nữa. Thế thì nó sẽ như thế nào? Cứ cây xanh cây đỏ, xanh đỏ, xanh đỏ đan xen nhau thế này. Mà đôi khi là gì? Đôi khi là ông đỏ thì lại đỏ nhiều hơn ông xanh. Cái y như tùng xẻo thế thì nguy hiểm. Nó nhiều bạn bảo đây không phải đoạn tùng xẻo. Chắc nó chưa tùng nó chưa xẻo thôi. Đúng không ạ? đây để, để tôi mở lại chỉ số VN Index nha. Đây đang mở sang cái cái VN 1M rồi. Đây. Đó, cái nến giảm này thậm chí đóng cửa còn thấp hơn cái cái giá thấp của ngày hôm qua nữa. Thì rõ ràng là chúng ta đôi khi trong một cái thị trường khi chúng ta tham gia vào, chúng ta chỉ nghĩ một cái chân lý đơn giản thôi đúng không ạ? Ờ nó giảm rồi, chúng ta biết là nó sẽ lên thì chúng ta chờ nó giảm đi khi nào nó quành lên thì bắt đầu dấu hiệu tăng trở lại thì chúng ta mới mua. Dấu hiệu nó sẽ có những cái cách để xác nhận hôm trước tôi làm clip tôi hướng dẫn mọi người rồi. Khi nào tín hiệu nó chắc chắn thì chúng ta mới tham gia. Chứ còn chúng ta cứ nhảy vô chúng ta bắt đáy đôi khi không không kịp ăn. Đúng không ạ? Nhiều khi cứ bảo là mua đỏ bán xanh cái đấy nó phù hợp với một cái thị trường T0. Thậm chí là thị trường hai chiều thì nó mới là mua đỏ bán xanh. Còn ở đây chúng ta gì là gọi là mua khi mà nó giảm đúng không? nó nó giảm tạo đáy xong rồi chúng ta thấy an toàn rồi chúng ta mới mua lên chờ nó có tín hiệu lên xác nhận đó và kể cả như cái câu chuyện này chúng ta đừng kỳ vọng là chúng ta bắt ở ngay vùng này nhé chúng ta đừng nghĩ là cái giai đoạn này chán nản tức giận như thế này chắc thị trường nhiều lắm chúng ta nhô chúng ta bắt chúng ta hãy mua gì đây này mua trong hy vọng là mua ở cái đoạn này này tôi không bao giờ nói mọi người bắt ngay vùng đáy này được chẳng ai bắt được đâu giai đoạn này chúng ta còn đang nghi ngờ, còn thằng thằng cầm tiền thì đang nghi ngờ, mà thằng cầm cổ thì đang tức giận, đang chửi với om của tòi hết rồi, nên chẳng có mua bán gì đâu, đúng không? ạ Chúng ta mua là mua cái đoạn hy vọng này này, đúng không? Đấy, rồi đến đoạn lạc quan, niềm tin này này, á, mà cảm xúc thăng hoa này thì lo mà nhỏ chạy đi. Khi nào mà các bạn cảm thấy vui vui hoặc đôi khi các bạn nói vui nhau đi, khi mà đi mà thấy khoe lãi liên tục đó là chuẩn bị chạy đi là vừa, là chính xác là cái đoạn đang hưng phấn, ấy, đang vui, ấy, cảm xúc vui sướng. À, ta múc được cổ phiếu ta lãi to rồi lãi mười mấy hai ba chục năm chục phần trăm rồi tao x2 rồi mà nó đi khoe khắp các diễn đàn đó, là, là các bạn chạy dần đi là vừa tôi nói thật đúng không ạ chứ đừng đừng kỳ vọng các anh chị đừng kỳ vọng các anh chị bắt được cái khúc mà tức giận mất niềm tin vào khúc chán nản này cho nên thì chúng ta chưa biết nó nằm ở đâu đâu nhưng thì khúc bắt đầu có hy vọng trở lại hy vọng đấy là gì đôi khi lên bằng cái gì thì xuống bằng cái đó đúng không chúng ta lên bằng thang chúng ta phải xuống bằng thang chứ chẳng thể nào chúng ta lên một đằng mà chúng ta xuống một nẻo không được đâu đó thì cái lý do vì sao lên hoặc là phân tích những cái yếu tố đó có lẽ là cái clip tối ngày mai tôi sẽ chia sẻ thêm một số ý liên quan câu chuyện lên vì cái gì, xuống vì cái gì, đúng không? Đó, lên vì cái gì, xuống vì cái đó, ngày mai tôi sẽ nói cái ý đó. Nhưng mà để đây đang nói về một câu chuyện là như vậy. Cho nên là thì chúng ta đơn giản thôi đúng không ạ? Chúng ta đừng có gì chúng ta mua trong hy vọng và chúng ta bán là trong cái cái khi mà cảm thấy không an toàn là chúng ta phải ra liền. Ra rồi thì cố gắng là gì? Ngưng đúng không? Tiết chế lại một chút xíu tôi vẫn nói mấy clip gần đây tôi vẫn nói về cảm xúc kiềm chế cảm xúc một chút xíu đừng có quá hưng phấn Chứ còn đâu mà cứ nhảy vô cứ lao vô thị trường chưa biết khi nào nó nó tạo đáy ờ, thoát đáy đi lên chưa chắc chắn thì đừng có vào đúng không khi một cái thứ gì đó không chắc chắn thì chúng ta đừng vào đây này kể cả các bạn vào trong giai đoạn đây không chắc chắn là gì đang nghi ngờ đúng không thì đừng có vào đúng không còn cái ông đã mất niềm tin rồi thì thôi không nói vào đây các bạn đây các bạn nghi ngờ không biết đáy chưa anh ơi thế con này nó đã tạo đáy chưa em có mua có được không bản thân chính chúng ta còn đang nghi ngờ cơ mà thế thì đi mua làm gì à, còn khi nào mà các bạn quyết tâm mà ôi con này tạo đáy xong rồi lên như điên thế này đúng không tăng vèo vèo rồi à, vượt cản này kia hết rồi vượt chen hết rồi múc lúc đấy là bắt đầu hy vọng rồi là múc thôi lên lạc quan lãi 5% lên niềm tin lãi 10 đúng không lên tới khúc cảm xúc này lại 20 rồi Thế còn đi đến 30% là đi bắt đầu nó khoe lãi rôm rả rồi chúng ta chốt đi là vừa rồi đấy một câu chuyện như vậy một cái ví dụ như vậy ở một cái đồ thị như này và chúng ta luôn nhớ là lên nó sẽ xuống và xuống rồi sẽ lên thì không thể nào xuống mãi mà không thể nào lên mãi được đúng không ạ rồi vậy một số ý chia sẻ như vậy thôi xin chào hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo chúc các bạn cuối tuần vui vẻ